Xin chào các bác, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay thì em đã nhập được chiếc gian Propel ADV SL0D 2021. Tên của xe rất là dài. Các bác thể đặt ngắn gọn thành Propel SL, Propel ADV, Propel ADV SL0D được. Nó dễ đọc. Thì mẫu xe này hiện tại đang có mức giá, nó gọi là mức giá cao cấp nhất, tầm 261 triệu. Thiết kế của xe thì xe hầu như thiết kế đều khung bằng carbon, vành carbon, ghi đông carbon, cầu yên carbon, xương yên carbon đấy, hầu như là đều bằng carbon, từ căm đũa đều bằng carbon các bác nhé. Và xe sử dụng phanh đĩa, và bộ đề của xe sử dụng đề điện, đề SRAM RIT. Cái mẫu đề điện này đề rất là nổi tiếng dành cho những chiếc xe đua này, và đặc biệt là cái phần phanh đĩa. Bây giờ em sẽ đi chi tiết để các bác thể hiểu rõ hơn chiếc xe này, cũng như là làm một video để các bác có thể là đưa ra những cái nhìn mới về những chiếc xe dùng đề điện. Vì dòng này đề điện nên không sẽ không có dây các bác nhé. Cái đầu tiên là cái phần khung này. Phần khung hầu như là không để nổ ra một cái nỗ nào cả, để nắp dây rất là đẹp. Nó không giống như dòng có dây, có dây thì nó sẽ là bắt lỗ vào đây thì nhìn mất thẩm mỹ. Rồi dòng khung carbon. Đấy. Khung carbon. Đấy. Đây, mã Propel cực kỳ đẹp mắt luôn. Và phần cọc yên của xe cũng gọi là hơi nghịch đời một tí. Phần cọc yên của nó đều là bằng carbon này, nhưng mà nó lại nằm ngược. Có nghĩa là cái phần yên này nếu các bác cần hạ thì các bác phải cắt nó đi và các bác úp yên nó xuống. Nó không khác gì một cái lón ấy. Nếu các bác muốn thấp xuống thì các bác phải cắt cái cọc yên ở dưới đi này, xong rồi các bác úp nó xuống này. Đấy. Đấy, nhìn phần cọc yên nó liền tịt luôn, cực kỳ đẹp. Đây, phần phía dưới này. Chúng ta sẽ có củ đề điện SRAM RIT. Đấy, củ đề điện này chúng ta sẽ có cả bộ sạc các bác nhé. Đây, cả bộ sạc hất ra phát nhất rồi củ điện này ra. Đấy, có cả thông số các thứ đầy đủ. Nói chung tháo ra mở vào cực kỳ dễ dàng thôi. Đề điện này, SRAM này. Đùi đĩa cũng là SRAM RIT này. Và nó có cả cảm biến nhé. Đây, nó có cục cảm biến này. Cảm biến là các bác chỉ cần nắp đồng hồ đo tốc độ vào là các bác có thể là chạy là tự nhận cảm biến luôn, cực kỳ hịn hò luôn. Đấy, đùi đĩa của xe thì sử dụng đùi đĩa là SRAM 4835T và đây là đùi đĩa 2 tầng này. Đấy, cực kỳ chi tiết, nói chung là hàng hịn hơn 200 triệu nó có khác. Xích của xe cũng là xích SRAM RIT. Đấy, xích SRAM RIT làm khác hẳn xích KMC ấy. Nhìn cảm giác nhìn nó liền nó cục mịch béo béo, nhìn rất là khác. Củ đề điện sau cũng là SRAM RIT. Đấy, củ đề điện SRAM RIT cũng có củ đề điện này. Bật cái nãy lên này. Đấy, cầm đồ điện ra, cầm sạc ra rất là tiện này. Níp sử dụng 12 tầng níp cũng SRAM RIT luôn. Đấy, Mayer thì Kazakh. Mayer Kazakh, căm là căm carbon. Căm carbon này. Vành, đấy, vành carbon Kazakh. Đấy, vành carbon Kazakh. Xăm lốp thì sử dụng lốp không lốp liền xăm luôn các bác nhá. Lốp liền xăm. Phanh đĩa SRAM Kazakh. Đây là size XS này. Có mã QR này, có tem nơi sản xuất này, made in Taiwan này. Con này sản xuất trực tiếp tại Taiwan, Đài Loan các bác nhé. Đây, em sẽ quay về phía trước cho các bác này. Đấy. Phần của phanh trước SRAM RIT này. Đấy, phanh đĩa dầu cực kỳ đẹp luôn. Chúng là cực kỳ hịn hò. Và đặc biệt chiếc xe này sử dụng vành sau 8 phân. Đấy, vành trước thì dùng 4 phân rưỡi. Con này sử dụng vành trước 4 phân 2 á. Đây, xin các bác 4 phân 2 ghi rõ này. Vành sau là 8 phân. Đấy. 1 phân. À, xin lỗi các bác. Vành sau con này là 6,5. Nhìn như 8 phân. Đấy, 6,5. Đây, tay đề điện. Tay đề SRAM RIT này. Đấy. Tay đề điện này có đặc biệt một tí. Nó hơi khác so với tay đề khác. Đó là khi các bác ấn cái cả hai bên này. Đầu tiên em cũng tưởng là nó dùng giống đề u tẹt ga. Đó là khi các bác ấn vào đây đúng không? Ấn vào đây thì nó sẽ nhả về. Và ấn thêm một cái nữa, ấn cả cụm sẽ vào. Nhưng mà khi em thử ấn nắc cả cụm này, nắc thẳng thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ có bóp thẳng là phanh này, ấn cái nhỏ này thôi. Thì ấn cái này thì em sẽ làm một video hướng dẫn sử dụng cái đề SRAM điện này. Đấy, bô tăng. Sử dụng bô tăng carbon. Bô tăng carbon vào đây là cái nắp để nắp đồng hồ này. Đây, đồng hồ đo tốc độ. Đây là chi tiết của cái mẫu
À đây, để nắm cho bác xương nhiên này, xương nhiên carbon này. Đấy. Toàn bộ chi tiết của mẫu gian Propel SL, Propel ADV SL0D 2021. Thì con xe này hiện tại đây nó có chương trình giảm giá lắm nhá. Chắc nó phải giảm tầm 50-60 triệu khi mua xe đấy. Nghe rất là sướng, bằng con SH giảm hẳn 50-60 triệu, giảm luôn bằng tiền của SH. Thì những bác nào quan tâm mẫu xe này có thể alo hotline bên em 0933 522 186 để tư vấn như đặt hàng chiếc xe này, hoặc truy cập website xe88.vn. Hôm nay thì em cũng làm một video review nó chi tiết để các bác hiểu rõ hơn về chiếc gian Propel ADV SL0D 2021. Đọc cái tên xe nó hết cả ngày rồi. Đấy, để các bác hiểu rõ hơn. Video của em hơi dài nhưng mà nó rất là chi tiết về chiếc xe này. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.